Để phụ huynh có thể thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế trên ứng dụng SISAP thì anh chị thực hiện qua các bước như sau. Bước 1. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng SISAP. Bước 2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản SISAP. Bước 3. Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách thực hiện tải và cài đặt ứng dụng SISAP. Anh chị có thể tải ứng dụng đối với điện thoại chạy hệ điều hành iOS như iPhone hay hệ điều hành Android như Samsung, LG, Xiaomi. Với hệ điều hành iOS, anh chị mở App Store lên, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, nhập SISAP, nhấn tìm, nhấn nhận. Sau khi tải xong ứng dụng, chạm vào mở. Với hệ điều hành Android, anh chị mở cho ứng dụng CH Play, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, nhập SISAP, nhấn cài đặt, nhấn mở. Như vậy là mình đã tải và cài đặt xong ứng dụng SISAP. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách thực hiện đăng ký tài khoản. Có hai cách để thực hiện đăng ký tài khoản cho phụ huynh. Cách thứ nhất là phụ huynh tự thực hiện đăng ký tài khoản của mình. Và cách thứ hai, nhà trường thực hiện đăng ký tài khoản cho phụ huynh. Nếu phụ huynh tự thực hiện đăng ký tài khoản của mình thì chạm vào đăng ký, nhập thông tin số điện thoại và mật khẩu, nhấn tiếp tục, nhập mã xác thực vừa được gửi về điện thoại của anh chị, nhập mã học sinh của con, nhấn kích hoạt. Trong trường hợp anh chị không nhớ thông tin mã học sinh của con thì có thể nhấn vào biểu tượng tìm kiếm để tìm kiếm thông tin của con bằng cách chọn thành phố, quận huyện, nhập tên trường, tên con và nhấn tìm kiếm, chọn con theo danh sách kết quả gợi ý. Nếu nhà trường tự thực hiện đăng ký tài khoản cho phụ huynh thì phụ huynh chỉ cần đăng nhập và sử dụng. Tuy nhiên, sau khi đăng nhập, anh chị nên thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật thông tin cho tài khoản của mình. Chạm vào biểu tượng thiết lập, chọn thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu, nhấn hoàn thành. Để thanh toán được tiền học cho con trên ứng dụng SISAP bằng thẻ thanh toán quốc tế, anh chị thực hiện như sau. Ngay sau khi nhà trường lập đợt thu và gửi cho phụ huynh, trên ứng dụng SISAP, anh chị sẽ nhận được thông báo thu tiền. Chạm vào xem để xem chi tiết các khoản tiền cần đóng của con trong tháng. Ngoài ra, anh chị có thể chạm vào menu tiền học để theo dõi các khoản thu của con. Chạm vào nộp. Lựa chọn hình thức thanh toán là thẻ thanh toán quốc tế. Chạm vào loại thẻ anh chị muốn thanh toán. Nhập thông tin trên thẻ như số thẻ, ngày phát hành, họ tên chủ thẻ. Chạm vào xác thực. Nhập mật khẩu OTP vừa được gửi tới điện thoại. Chạm vào thanh toán. Sau khi anh chị thực hiện thanh toán thành công, trên ứng dụng SISAP sẽ gửi tới thông báo xác nhận thanh toán thành công tiền học cho con. Trên đây em đã hướng dẫn anh chị cách thực hiện thanh toán tiền học online cho con qua thẻ thanh toán quốc tế trên ứng dụng SISAP. Xin chào và chúc anh chị thực hiện thành công!